thịt, thứ tồi tệ tuyệt vời nhất thế giới. Bạn có thích ăn thịt không? Loại thực phẩm ngon lành đậm đà, dễ dàng chế biến thành nhiều món chiên, xào quay, luộc khác nhau, có ai mà không thích cơ chứ? Chỉ với tầm 50k, bạn dễ dàng mua được một phần gà rán thơm lừng giòn rụ, ngon hết sảy. Ấy vậy mà, việc sản xuất thịt lại như một cái hố đen không đáy, dần dần rút cạn kiệt tài nguyên của hành tinh xanh. Tại sao lại như thế? Ta cùng tìm hiểu nhé! Trung bình hàng năm nhân loại tiêu thụ khoảng 350 triệu tấn thịt. Tính xương xương thì tầm 23 tỷ con gà, 1,5 tỷ con bò và hơn 1 tỷ con cừu hoặc lợn. Tất nhiên, để nuôi một số lượng khổng lồ các loại gia súc gia cầm như thế thì cần có lượng thức ăn tương xứng. Nếu chỉ thu lượng ngoài tự nhiên cho chúng ăn thì chắc chắn không đủ, chính vì thế 83% đất nông nghiệp được sử dụng cho mục đích này. Ví dụ như làm đồng cỏ hoặc trồng cây ngô, đậu chế biến thức ăn gia súc. Bấy nhiêu thôi đã chiếm trọn 26% diện tích đất liền của quả địa cầu rồi. Nếu gộp thêm cả phần nước dùng cho việc này, nó sẽ lên đến 27% lượng nước sạch tiêu thụ hàng năm trên thế giới. Tuy nhiên, điều đáng phải nói đến nhất là tiêu hao năng lượng. Bọn này ăn quá nhiều, nhưng lại hấp thụ dinh dưỡng quá ít. Ví dụ như loài bò chỉ chuyển đổi được 4% protein và 3% calori từ hàng tấn thực vật mà chúng ăn. Điều đó đồng nghĩa với việc khi ăn bò, con người bị mất đến 97% calori từ số thức ăn mà nó hấp thụ. Khá là lỗ nhỉ. Ngoài ra 15% khí nhà kính toàn cầu đến từ việc sản xuất đống thịt này, đó là còn chưa kể tính nhân đạo nữa. Dù gì thì bọn này đều là sinh vật sống, muốn lấy thịt thì bắt buộc phải giết chúng thôi. Mỗi ngày có đến gần 200 triệu con vật bị giết để làm thịt, trong vòng 1,5 năm, nó tương đương với số lượng con người từng tồn tại suốt 200.000 năm. Và đừng nghĩ đến mấy thứ như bạn ban cho chúng sự sống, chăm chút nuôi lớn và chỉ lấy thịt phút cuối đời. Môi trường sống của bọn chúng trong chuồng trại vô cùng tệ hại. Bò bị bắt đẻ liên tục để vắt sữa, con non vừa sinh ra vài giờ liền bị bắt khỏi bò mẹ để nuôi thịt. Gà trống là vô dụng, chúng không thể để trứng cũng chẳng phù hợp để sản xuất thịt. Nên chỉ vài phút sau khi sinh, tất cả sẽ bị cho vào máy nghiền nát bét, mỗi năm có đến hàng trăm triệu gà con bị giết theo cách này. Còn đối với lợn thì, thôi, không cần kể thêm nữa đâu. Nhưng nếu quên đi tất cả những điều đó, mặc kệ hết mọi thứ tàn nhẫn mà con người làm với các loài sinh vật đó, thì thịt chẳng phải là một thứ vô cùng tuyệt vời và ngon lành đấy sao? Tim và follow để được nổ não mỗi ngày.